Hiện nay giá chanh dây loại 1 đang được các đại lý thu mua với mức trên 22.000 đồng một ký, còn chanh xô dao động trong khoảng 10.000 đồng một ký. Với mức giá này, người trồng chanh dây đã có lãi. Toàn tỉnh Gia Lai có khoảng 3.000 hectare chanh dây. Theo các cơ quan chuyên môn, hiện đang vào cao điểm mùa khô nên sản lượng chanh dây đạt thấp, dẫn đến giá tăng cao. Theo đó, các địa phương khuyến cáo để ổn định đầu ra sản phẩm, người dân nên đầu tư theo mô hình trồng chanh dây xen canh với cà phê hay hồ tiêu, cũng như tham gia các mô hình liên kết để gắn sản xuất với tiêu thụ.